Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì như các bạn thấy thì hiện tại mình vừa mới test hai cặp loa Array 4 tấc Martin từ Neo cho anh khách hàng ở Cần Thơ. Đây là cái dòng loa Array mà bát từ Neo các bạn, chép RCEP 750. Thì mình làm hàng theo yêu cầu của anh khách. Thì hiện tại đã test xong và đã đóng gói thì đang chuyển lên xe để chuẩn bị chuyển ra ngoài trành gửi về Cần Thơ cho anh khách hàng ở Cần Thơ nhé. Quay ngang á. Dòng loa Array từ Neo này thì nó rất là nhẹ nhé, chỉ cần một người thôi cũng dễ dàng vận chuyển rồi. Tiếng nó rất là hay. Dòng này thì bên mình làm từ Neo theo yêu cầu, giá rất là tốt nha. Thì các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại ở trên cái clip này nha. Anh em mình đang bắt đầu chuyển hàng lên xe. Thì bây giờ là 4 rưỡi rồi, xe tải không có đi được cho nên là sử dụng xe 7 chỗ để vận chuyển hàng ra ngoài trành. Đặt tay nằm xuống nè. Rồi chồng cái kia lên. Nãy em giao được mà nãy chạy đi chồng 4 cái em giao. Và thì hàng thì đã chất lên xe xong rồi nha các bạn. Thì bắt đầu chuyển ra ngoài trành. Thì lát nữa mình sẽ tiếp tục quay clip cho các bạn cùng xem ha. Sau 20 phút đồng hồ thì mình đang có mặt tại Lê Hồng Phong, trành xe Faco về Cần Thơ. Anh em đang chuyển hàng mua để gửi rất là nhiều hàng. Thì các bạn ở khu vực miền Tây thì có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại này nha. Đây là dòng loa Array Martin 4 tấc từ Neo và chép RCEP 750, làm hàng thật đặt theo yêu cầu của anh khách, giá rất là tốt nha các bạn. Và dòng từ Neo rất là nhẹ luôn, một người cũng thể là bê vác rất là nhẹ. Và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh YouTube để xem tiếp những clip tiếp theo từ bên công ty mình nha.